Rồi hello anh em nhá. Thì hôm nay nên tiếp tục cho anh em đây một cái deal cực kỳ sốc luôn anh em này. Một con MacBook Pro 2017 mà giá hơn 6 đồng cho anh em tham khảo nhá. Đó một deal cực sốc, một deal gọi là giá lỗ luôn cho anh em này, tại vì bên mình nhiều khi là nhập theo lô nó ấy, có những thì thỉnh thoảng nó có những con máy nó ám nhẹ một chút thì là bên mình cũng không trả lại nữa, mà là sẽ xả sốc cho anh em luôn, lỗ một vài trăm cho anh em tham khảo nhé. Đấy, riêng một con Pro 2017 như thế này này, đẹp như thế này này đó, nếu mà hàng mà đẹp keng của nó thì giá nó rơi vào tầm cái độ 8,4 triệu đến 8,8 triệu anh em nhé. 8,4 triệu đến 8,8 triệu. Đây con này thì là giảm luôn cho anh em khoảng cái độ 2 triệu còn ngoài 6 triệu thôi đó. Anh em cần một con máy xịn sò để làm việc để học tập ngon lành thì là lấy ngay em này cho em nhé. Đó, một con màn hình ám nhẹ cho anh em thôi, ám nhẹ, nhưng mà riêng anh em xem vào điện thoại, anh em dùng điện thoại đó nó ám, nhiều khi dùng 4-5 năm, 5-6 năm nó vẫn cứ ám như vậy, nó không ám rắc nặng thêm đó. Nó quan trọng nhất là cái ám, mọi người phải hiểu nó là do cái thói quen của người dùng. Ví dụ mình dùng một cái ứng dụng gì đấy nó quá lâu, dùng một cái ứng dụng thì nó quá lâu, quá một vị trí thì nó sẽ bị lưu ảnh, nó sẽ bị ám màu. Còn nếu mà đổi người dùng thì là cái thói quen nó sẽ thay đổi, thì là cái ám thường thường thì nó sẽ không bị ám nặng thêm anh em nhé. Thì là anh em cứ thấy dùng bình thường thôi, nó không ảnh hưởng gì cả đó. Đấy, đấy là cái vấn đề máy ám. Một con ám nhẹ thì là nó nói chung thì bây giờ thay một cái màn của 2017 anh em thay thì nó chỉ rơi vào tầm độ 2,5 triệu màn LCD anh em nhé, chứ không phải là màn retina. Đây mình đang nói là màn LCD. Màn của MacBook thì mọi người lại phân loại ra là nó không phải giống như điện thoại anh em nhé. Điện thoại anh em thay màn không phải màn zin thì là nó lại ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của mọi người, nó ảnh hưởng đến cảm ứng các kiểu. Trong MacBook thì nó lại không có cảm ứng nên là anh em rất là yên tâm. Ví dụ anh em màn LCD hay là màn retina thì nó dùng nó vẫn vậy thôi. Thực ra là màn retina thì nhìn nó sẽ đẹp hơn một chút, hiển thị nó đẹp hơn một chút, nhưng mà đấy là đối với thì anh em gọi là kỹ tính thôi. Còn nếu mà anh em bình thường dùng nhìn thì sẽ không phân biệt được đâu anh em nhé. Tại vì cái màn retina với cái màn LCD thì nó vẫn là hiển thị bình thường thôi, nó giống như kiểu là nói chung là mình để ý thì là mình soi từng kỹ một thì là mình sẽ nhận ra được thôi. Còn nếu bình thường anh em để ý qua thì là sẽ không biết được nhé. Đó, anh em xem một con này, cấu hình của nó đây là macOS Catania bản 2017 Pro anh em nhé. Đó, bộ Snapdragon 2.3 loại kép cho mình nhá, bộ nhớ RAM là 8GB này. Ồ, thì chứ con này là 256 đây, mới dùng có 30GB, khoảng 30GB để ấy anh em nhé, dùng khoảng 30GB để tải macOS kiểu đó. Nguồn điện con này nói chung là nguồn điện thì tầm sạc hơn 100 lần với 200-300 lần, pin khoảng 4.000 anh em nhé, 4.000 dùng khoảng 4 tiếng cho nó đến 5 tiếng cho mình nhá. Đó, mà giá thì cực kỳ hợp lý cho anh em luôn, hơn 6 đồng. Thực tế anh em bây giờ mua một con máy đẹp hơn 6 đồng thì chỉ được Pro 2015 thôi anh em nhé. Nhưng mà đây là 2017 cho anh em đó, 2017 luôn nhá. Chức năng của nó thì cam kết là hoàn hảo hết nhá. Đây, FaceTime các kiểu ngon lành, nói chung là chức năng hoàn hảo, không có vấn đề gì cả nhá. Đây mình sẽ show màn cho anh em xem một chút này, màn nó có ám nhẹ thì là giá nó rẻ hơn tầm 2 triệu rồi. Bán lỗ luôn ấy. Đây mình nói thật, tại vì mình nhập nô về mà. Là con đẹp thì là bán tầm 8,4 triệu đến 8,8 triệu. Đây con ám nhẹ nhẹ như này này thì là bán lỗ cho anh em luôn, nhưng mà riêng về sử dụng mình đảm bảo là nó không hề có làm sao cả anh em nhé, không có bị sao cả đó. Đây là mình để màu trắng thì là sẽ nhìn thấy nó ám nhẹ nhẹ như này anh em này đó. Còn nếu mà để màu đỏ kiểu gì những cái màu khác thì nó sẽ nhìn nó mờ hơn, nó sẽ khó nhìn hơn anh em nhé. Còn riêng mà để về hình nền thì là không nhìn thấy đâu nhá, nhưng để về hình ảnh thì là sẽ không nhìn thấy đâu. Cái này chỉ là để đồng màu ấy thì anh em mới nhìn thấy này đó. Đây này, ví dụ để về hình nền đây thì anh em lại không nhìn được nữa nhá, em nhìn thấy nó hiển thị rất là đẹp luôn. Đây là màn zin, màn retina mà hiển thị rất là đẹp luôn. Tấm nền của nó đang là màu trắng thì nó bị ám một chút màu thôi, nên nó không ảnh hưởng gì nhiều. Anh em về sử dụng các tác vụ bình thường vẫn ngon, pin vẫn ok nhá. Đó, còn bây giờ mình sẽ vào check web cho anh em xem qua nhé. Nói chung là mọi chức năng của nó thì là hoàn hảo, anh em cam kết anh em là mọi chức năng hoàn hảo. Bán thì là bán giá lỗ luôn rồi. Máy đẹp, bây giờ mọi người mua máy đẹp, một con máy đẹp 2017 thì không thể dưới 8 triệu được mọi người nhé. Nó thì đã giảm 2 triệu, khoảng 2 triệu rồi, còn hơn 6 triệu thôi. Anh em mua thì lấy thì là liên hệ ngay.
tình yêu lâu dài. Âm thanh cực kỳ hay anh em nhé. Mình sẽ cố gắng để bước qua bao thăng trầm, cuộc đời bao nhiêu khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Chỉ sợ tình yêu mình chưa đủ lớn, sợ phải mất nhau ở cuối đôi mươi. Rồi ta sẽ thật hạnh phúc nơi trái tim trong ngày, hay ta sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa cách. Trên thế giới chẳng có gì so sánh bằng tình con người mà. Đây mình vuốt vuốt cho anh em xem này, rất là mượt luôn, mình zoom nhỏ một chút ra. Đây vẫn vuốt cho anh em xem rất là mượt luôn nha, riêng nó chỉ là cái ám màn hình thì nó không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm quá. Anh em dùng thoải mái tẹt con bọ lẹt tầm vài năm nhá. Dùng văn phòng học sinh sinh viên thì dùng con này nó rất ok. Tại vì cái ngoại hình của nó là giống hệt so với các đời Pro 11 mọi người nhá. Nên Pro 12 mà màn hình tái thỏ bắt đầu nó mới thay đổi một chút, còn bình thường thì là bên dưới là nó màn chất lượng của nó là ngoại hình của nó là giống hệt nhau, dùng rất là sang. Đây anh em xem này, cắm sạc thế có kiểu vẫn ok nhá, vẫn dùng thôi. Đó, bây giờ mình sẽ check qua luôn cho anh em xem video 4K, anh xem máy ám video 4K nó sẽ hiện như nào nhá. Đó anh em xem thử cái hiển thị của nó nhé, rất là ok luôn. Đây anh em xem này rất là đẹp luôn, để vì render video kiểu cũng thoải mái, nó không ảnh hưởng gì cả anh em nhé. Đó rất là ok. Đấy, anh cần một con máy gọi là đời cao giá lại rẻ thì là liên hệ cho mình nhé, qua số Zalo có ghi ở phần bình luận và mô tả đấy. Giá con này thì là ngoài 6 triệu cho anh em, bán ra lỗ luôn cho anh em rồi nhé.